Di trú đào nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại úc có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại úc liên quan đến di trú từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất với trình độ chuyên môn cao kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất di trú đào nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02 8764 0518. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, ngay sau khi TGA bật đèn xanh trong việc chủng ngừa mũi bồi dưỡng booster với vaccine Pfizer, thì phía chính phủ cũng đã lập tức thúc giục Ủy ban Cố vấn Atagi nên sớm đưa ra lộ trình mới để cư dân Úc có thể sớm tiếp cận với mũi tiêm thứ ba này. Trong khi cư dân Victoria thì không mấy hài lòng khi mà hôm nay Victoria đã đạt kỷ lục mới về số nạn nhân tử vong trong một ngày Ngược lại thì tình hình tại New South Wales lại khá ổn định vì số ca nhiễm và tử vong đều ở mức thấp và đặc biệt là tổng số bệnh nhân bị bệnh nặng cần phải điều trị tại ICU cũng đã giảm hạ đáng kể. Riêng cư dân tại lãnh thổ thủ đô ACT sẽ có thêm nhiều sự nới lỏng kể từ sáng sớm ngày mai thứ Sáu. Còn tại Victoria thì những nới lỏng sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày mai. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021. Chính phủ muốn sớm bắt đầu chủ ngừa mũi booster vì mức độ miễn nhiễm đang giảm dần. Theo hãng tin Sky News thì chính phủ đang rất mong là chương trình chủ ngừa mũi bồi dưỡng booster thứ ba sẽ sớm được bắt đầu vì chính phủ lo ngại là mức độ miễn nhiễm sau khi cư dân đã chủ ngừa hai liều sẽ giảm dần theo thời gian sau khi nhiều cuộc khảo cứu cho thấy rằng mức độ miễn nhiễm sẽ bắt đầu giảm hạ sau 6 tháng. Tuy nhiên, khi mức độ miễn nhiễm bắt đầu giảm hạ thì sự miễn nhiễm này vẫn có thể bảo vệ cư dân không bị bệnh ở mức độ nặng. Cũng theo nguồn tin của Sky News, thì nước Úc cùng với Israel là hai quốc gia đang có chương trình chích mũi thứ ba booster cho toàn thể cư dân. Sau khi TGA chuẩn nhận chủng ngừa mũi bồi dưỡng booster, thì nhiều câu hỏi đã được đặt ra về lý do tại sao cần phải chích ngừa mũi thứ ba này. Trong lịch sử của các loại vaccine, chưa bao giờ các nhà khoa học có thể thành công tìm ra một loại vaccine trong vòng 12 tháng, nhưng họ đã làm được trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Theo tiến sĩ Deborah Cromer, một chuyên viên về dịch tễ học tại Viện Nghiên cứu Kirby, thì hầu hết các loại vaccine đã được các cơ quan chuyên môn chuẩn nhận đều có thể bảo vệ được cư dân không bị bệnh ở mức độ nặng. Và cũng theo tiến sĩ Cromer thì số lượng kháng thể mà từ tiếng Anh gọi là antibody sẽ giảm dần theo thời gian và do đó chúng ta có thể bị nhiễm bệnh. Đây không phải là một trường hợp của khoa học hoàn hảo theo nghĩa là nếu mức độ miễn nhiễm giảm hạ đến một mức độ nào đó, thì chúng ta có thể sẽ bị nhiễm dương tính và do đó mũi booster là cần thiết để duy trì mức độ miễn nhiễm của cư dân. Hiện nay trên toàn quốc Úc Châu có 74.8% cư dân trên 16 tuổi đã chủ ngừa hai lần và 87.4% cư dân đã chủ ngừa một lần mà hầu hết đã được trích với AstraZeneca hoặc Pfizer. Trong khi đó thì tiến sĩ Dale Godfrey, một chuyên viên khảo cứu tại Viện Nghiên cứu Doherty Institute ở Melbourne thì xác nhận rằng, qua thời gian, cơ thể chúng ta có thể quên dần những trải nghiệm mà cơ thể đã học hỏi được sau khi chích hai liều vaccine. Bởi vậy, khi chúng ta chích mũi tăng cường booster thì cơ thể sẽ lại khởi động trở lại để có thể có thêm kháng thể, tức là antibody, nhằm chống lại virus COVID-19. Vậy thì lúc nào chúng ta có thể chích mũi booster? Bộ trưởng Y tế Greg Hunt hy vọng là kế hoạch này sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 11. Tuy nhiên, trong thực tế, thì mũi booster này đã được chủng ngừa cho hơn 500.000 người Úc có hệ thống miễn nhiễm yếu kém. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Victoria trong 24 giờ qua Tiểu bang Victoria ngày hôm nay có số ca nhiễm cao hơn khá nhiều so với 1.534 ca nhiễm của ngày hôm qua. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới không phải là kỷ lục, mà số ca tử vong ngày hôm nay mới là kỷ lục. Một cách cụ thể thì Victoria đã có 1.923 ca nhiễm mới trong cộng đồng ngày hôm nay, trong tổng số 82.648 người thử nghiệm. Trong khi đó, thì số nạn nhân tử vong là 25 người, cao gần gấp đôi so với 13 ca tử vong của ngày hôm qua. Nâng tổng số tử vong tại Victoria trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 6 này lên mức 272 người, trong khi tổng số ca nhiễm dương tính là 22.189 người. Về mặt chủng ngừa thì Victoria, cư dân trong lớp tuổi 20 chỉ có 83% đã chủng ngừa một lần. Các chuyên gia cho rằng mức độ lây lan tại Victoria có vẻ đang ở đỉnh điểm, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục lo ngại cho thành phần chủng ngừa thấp ở lớp tuổi 20. Theo lịch trình thì Victoria sẽ tiếp tục có những nới lỏng vào lúc 6 giờ chiều ngày mai thứ Sáu sau khi Victoria đạt được mốc điểm 80% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa hai lần. Điều này có nghĩa là kể từ 6 giờ chiều ngày mai, khẩu trang không còn cần phải mang tại những không gian ngoài trời. Những cơ sở buôn bán các mặt hàng không thiết yếu cũng sẽ được phép hoạt động trở lại. Tại các phòng tập thể dục gym cũng được mở cửa trở lại. Và quan trọng hơn hết là việc di chuyển giữa cư dân khu đô thị Melbourne và vùng nông thôn sẽ không còn bất cứ hạn chế nào. Riêng trong vấn đề các tay vợt quốc tế tham dự giải quần vợt Australian Open, thì Thủ tướng Morrison và Thủ hiến Victoria Daniel Andrews dường như đang có lập trường trái ngược nhau. Cụ thể, thì Thủ tướng Morrison cũng như Bộ trưởng Y tế Greg Hunt thì cho rằng những tay vợt quốc tế nào chưa chủng ngừa thì nên đến Melbourne sớm hơn 2 tuần để sống cách ly trước khi tham dự giải quân vợt này. Trong khi đó, thì Thủ hiến Andrews cương quyết nói rằng các tay vợt nào chưa chủng ngừa thì không thể nhập cảnh vào Victoria. Tình hình đại dịch Covid-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua. Khác với tình hình tại Victoria, tiểu bang New South Wales tiếp tục có sự ổn định về số ca nhiễm hàng ngày, khi mà hôm nay New South Wales đã ghi nhận 293 ca nhiễm mới, tức là ít hơn 11 ca so với 304 ca của ngày hôm qua. Ngoài sự ổn định về số ca nhiễm mới thì số người tử vong tại New South Wales cũng đã giảm hạ đáng kể. New South Wales chỉ có 2 ca tử vong trong ngày hôm nay. Ngoài ra, thì kể từ ngày mai thứ Sáu, Service New South Wales sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống báo động trên điện thoại di động về tất cả các địa điểm có quan tâm. Điều này có nghĩa là kể từ ngày mai, những ai đã từng lui tới các địa điểm có ca nhiễm dương tính thì trên điện thoại thông minh của chúng ta sẽ hiện lên các đốm màu đỏ để cảnh báo, để cư dân có thể đi thử nghiệm nếu nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19. Ứng dụng này sẽ được cài đặt thông qua ứng dụng Service New South Wales App, theo lời của Bộ trưởng Dịch vụ Victor Dominello. Trong khi đó, thì hôm qua, Bộ trưởng Y tế Brett Hazard cũng đã ký lệnh mới nhằm trừng phạt những ai sử dụng chứng chỉ chủng ngừa giả mạo. Theo lệnh mới này, thì những ai vi phạm có thể sẽ bị tù 6 tháng hoặc bị phạt tiền đến 11.000 đô la. Cho đến thời điểm này, tổng số ca tử vong tại New South Wales kể từ ngày 16 tháng 6 cho đến nay là 508 người và hiện nay New South Wales chỉ có 382 bệnh nhân COVID-19 đang nằm bệnh viện, trong số này có 82 người đang được chữa trị tại khu khẩn cấp ICU và 43 người đang sử dụng máy trợ thở. Đây là những con số thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay. Về tiến độ chủng ngừa đã có 94% cư dân từ 16 tuổi trở lên chủng ngừa một lần. Y sĩ trường Kerry chance nói rằng mục đích của New South Wales là đạt được tỷ lệ 95% cư dân chủng ngừa hai lần và chắc chắn là New South Wales sẽ sớm đạt được chỉ tiêu này, dự phóng là trước ngày 1 tháng 12. Trong thành phần thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi đã có 78.3% chủng ngừa một lần và 53% chủng ngừa hai lần. Tình hình đại dịch COVID-19 tại lãnh thổ ACT trong 24 giờ qua Hôm qua, ACT đã có 10 ca nhiễm. Ngoài ra, thì hôm qua, chính phủ lãnh thổ ACT cũng đã tháo gỡ thêm nhiều biện pháp kiểm soát, kể cả biện pháp sống cách ly cho những người đã chủng ngừa hai lần. Kể từ thứ Sáu ngày mai 29 tháng 10, Nhân số tụ họp tại các gia cư có thể gia tăng lên 10 người, không kể trẻ em dưới 12 tuổi, trong khi việc tụ họp ngoài trời sẽ có tối đa 30 người. Cũng vào ngày mai khẩu trang không còn bị bắt buộc phải mang khi di chuyển ngoài trời. Trong khi đó thì tại các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thể dục, hồ bơi và các cơ sở tôn giáo sẽ được giảm bớt sự kiểm soát. Ngoài ra, kể từ thứ hai ngày 1 tháng 11 thì New South Wales, Victoria không còn được coi là vùng nguy hiểm. Điều này có nghĩa là cư dân New South Wales và Victoria đã chủng ngừa hai lần đều được tự do đến ACT. Và tất nhiên những ai chưa chủng ngừa hoặc chỉ mới chủng ngừa một liều thì vẫn không được vào lãnh thổ này. Ngoài ra thì cũng kể từ ngày thứ hai, ngày 1 tháng 11, tất cả học sinh đều sẽ được trở lại trường học. Kế đến là tình hình đại dịch tại Việt Nam. Số ca nhiễm gia tăng nhưng số ca tử vong thì giảm hạ. Bộ Y tế Việt Nam cho biết là ngày hôm qua 27 tháng 10, Việt Nam đã ghi nhận 4.404 ca nhiễm mới tại 47 tỉnh thành, tức là nhiều hơn 812 ca so với một ngày trước đó. Ngược lại thì số ca tử vong của ngày hôm qua thấp hơn so với ngày 26 tháng 10, tức là 54 ca so với 64 ca. Trong số các ca nhiễm mới, dẫn đầu vẫn là Sài Gòn với 1.140 và Bình Dương vẫn tiếp tục đứng hàng thứ nhì với 521 ca trong khi Đồng Nai đứng hàng thứ ba với 499 ca. Đáng lo ngại nhất là Đắk Lắc khi mà tỉnh này đã tăng lên hạng tư với 254 ca nhiễm. Bạc Liêu cũng đáng lo khi đứng hàng thứ năm với 242 ca nhiễm. An Giang đứng hàng thứ sáu với 221 ca, kế đến là Tây Ninh với 202 ca. Còn tại Kiên Giang, số ca nhiễm mới là 150 và đứng cuối cùng trong danh sách các tỉnh thành có trên 100 ca nhiễm là Tiền Giang với 127 ca nhiễm mới ngoại trừ Bình Dương và Đồng Nai, hầu hết số ca nhiễm của các tỉnh thành nêu trên đều đã tăng rất nhiều so với số ca nhiễm của ngày hôm trước, tức là ngày 26 tháng 10. Như vậy, kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 900.585 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tức là bình quân, cứ 1 triệu người thì có 9.144 ca nhiễm. Về số người tử vong, hôm qua Việt Nam đã có tổng cộng là 54 ca. Đông đảo nhất vẫn là tại Sài Gòn với 32 ca, Bình Dương có 8 ca, Long An có 4 ca, Bạc Liêu có 3 ca, Đồng Nai có 2 ca, trong khi các tỉnh còn lại mỗi nơi có 1 ca, bao gồm Tây Ninh, Thanh Hóa, Kiên Giang, An Giang và Sóc Trăng. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.856 ca, chiếm tỷ lệ 2.5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thêm nhiều nới lòng tại Sài Gòn, trong khi Hà Nội phát hiện nhiều ổ dịch mới. Chính quyền thành phố Sài Gòn tối qua đã công bố quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách ăn tại chỗ kể từ hôm nay ngày 28 tháng 10 đây là một trong những nới lỏng mà các cơ sở kinh doanh ẩm thực đã chờ đợi từ nhiều tháng qua. Một cách cụ thể, hôm qua Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bà Phan Thị Thắng vừa ký văn bản khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày hôm qua, ngày 28 tháng 10, với điều kiện là phải đảm bảo một số yêu cầu của chính quyền, bao gồm cả việc không phục vụ sau 9 giờ đêm và không được tiếp khách quá 50% công suất, cũng như không được bán hoặc không sử dụng đồ uống có cồn. Trong khi đó, thì tại Hà Nội, thêm ổ dịch mới với 28 ca F0 tại Mê Linh vừa được phát hiện do liên quan đến một đám tang. Trong khi ổ dịch tại quốc ngoài cũng đã có thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này lên mức 36 người. Ngoài ra, 676 người cũng được nhận diện là F1 và hiện đang được cách ly tập trung. Phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện Quốc Oai. Bên cạnh đó còn có chuỗi lây nhiễm liên quan đến một salon tóc có tên gọi là mẹ ớt ở Hà Nội và này đã lan ra hai tỉnh khác. Cụ thể thì thông tin cho biết ổ dịch này đã ghi nhận 10 ca F0 tại Hà Nội, trong khi tại Bắc Giang cũng đã có hai ca nhiễm sau khi đến salon này để cắt tóc. Tương tự một ca F0 tại Hải Dương cũng đã đến cắt tóc tại đây. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.